Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau: hạn chế tối đa chậm hủy chuyến bay trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán; cần chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông những ngày Tết. Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu phía Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về an ninh an toàn hàng không và các dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa chậm hủy chuyến bay trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Cục Hàng không chỉ đạo các hãng hàng không xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách tối ưu, phục vụ nhân dân đi lại, điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Quý Mão 2023. Cảng hàng không Việt Nam xây dựng phương án tổ chức đưa đón hành khách phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tăng cường nhân lực phương tiện trong khu vực cảng để thực hiện nhanh nhất công tác trả hành lý cho hành khách. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong ngày mùng 2 Tết Nguyên đán, cả nước xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 13 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 12 người, đường thủy xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 1.683 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 3,4 tỷ đồng, tước 309 giấy phép lái xe các loại, xử lý 646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê từ các cơ sở khám chữa bệnh toàn quốc, chỉ sau 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 1 năm 2023, số bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông lên đến hơn 11.500 trường hợp, với số người tử vong là 128 người, tăng 10% số người tử vong so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số không hề nhỏ, phản ánh nguy cơ mất an toàn giao thông cao vào những ngày Tết. Không khó để bắt gặp những hình ảnh vi phạm luật giao thông như thế này trên nhiều tuyến đường tại thành phố Thanh Hóa. Với tâm lý chủ quan, nhiều người không chấp hành quy định như lai đèo nhiều người, không đội mũ bảo hiểm, thậm chí không ít thanh thiếu niên còn phóng nhanh vượt ẩu, gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng ngại hơn, tình trạng sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện tăng cao vào những ngày Tết dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông tăng. Theo thống kê, chỉ tính riêng ngày mùng 2 Tết, lực lượng chức năng toàn quốc đã phát hiện 646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 588 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Phong tục quê thì vẫn giữ cái truyền thống là chén rượu trên chè đầu xuân. Nhưng mà theo như tôi thì mọi người lái xe thì cố gắng là mình không nên dùng cái rượu bia. Có nồng độ cồn trong người thì nó cũng rất là không tốt. Khi dùng rượu bia rồi tuyệt đối nó không lái xe. Thực tế đã nhiều năm nay, tình trạng người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên vi phạm khi tham gia giao thông có chiều hướng gia tăng vào những ngày lễ Tết. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những vi phạm giao thông trong những ngày này như lưu lượng phương tiện tham gia giao thông gia tăng đột biến, lực lượng chức năng chưa quyết liệt xử lý vi phạm. Thế nhưng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do ý thức tự giác và văn hóa giao thông của người dân chưa cao. Một bộ phận không nhỏ người dân cho rằng những ngày Tết, lực lượng chức năng sẽ nới lỏng việc kiểm tra xử phạt, nên không cần chấp hành nghiêm túc như ngày thường. Rất chi là nhiều tốp thanh thiếu niên vẫn đội mũ bảo hiểm, không đội mũ bảo hiểm mà tham gia giao thông thì có nghĩa là vẫn còn tình trạng lạng lách, nhưng mà nói chung là nó không được an toàn. Nói chung là những cái tình trạng nó nên xử phạt nghiêm minh. Để Tết thực sự trở thành ngày hội đoàn viên của mọi gia đình thì mỗi người hãy tự giác nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Khi đã uống rượu bia, tuyệt đối không lái xe, để đảm bảo an toàn tính mạng của chính mình và người khác. Đừng vì một phút bốc đồng, không làm chủ được bản thân trong giây lát, có thể để lại những hậu quả lâu dài cả cuộc đời. Thậm chí nhiều người không có cơ hội để nhìn lại và sửa sai. Chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.